Vâng, chào anh chị. Hôm nay tôi rất là vui mừng được chào đón một cái thiết kế mới, một cái sản phẩm mới nhất năm 2023 của chúng tôi. Và đây là một cái sản phẩm đón đầu của 2024. Nó là một cái thiết kế mẫu doanh nhân 2024. Và bây giờ tôi sẽ mở chiếc nhẫn này ra để cho mọi người chúng ta cùng chiêm ngưỡng luôn. Giờ tôi sẽ mở cái hộp này ra. Wow, đây là một chiếc nhẫn rất là đẹp và là một cái viên đá cực kỳ là VIP của chúng tôi. Nó như là một cái món quà của Thượng Đế ban tặng. Viên đá chủ của chúng tôi thì trong veo như nước. Và đây là một cái siêu phẩm cho một khách hàng chủ tịch ở thành phố Hồ Chí Minh, với cái trị giá lên đến hơn 200 triệu chiếc nhẫn này. Và chiếc nhẫn của chúng tôi được thiết kế theo cái phong cách mới nhất, hiện đại nhất và đẹp nhất năm 2024. Đây là một cái chiếc nhẫn có cái chất lượng rất cao và có cái độ thiết kế và độ hoàn thiện tinh chỉnh rất là sắc nét. Và sau đây thì tôi xin gửi tới anh chị một cái video chi tiết về cái chiếc nhẫn này. Đây là một viên camason, phải nói là một viên camason hoàn hảo về chất kính màu đỏ huyết. Chất kính của chúng ta là cái chất này có thể cắt được facet, cắt giác được. Và nó có độ lành lên đến 90%. Vì nó không có đường dạn vỡ thô. Và bên này có chỉ có bao thể thôi. Độ trong nó rất là hoàn hảo. Như chúng ta nhìn nó trong veo như nước như này. Nó sẽ có cái loang loáng khi hắt ở trên vàng như thế này. Nó rất là đẹp. Và cái form nhẫn thiết kế thì chúng tôi thiết kế theo cái phong cách mới nhất năm 2023. Và đây là một cái xu thế đón đầu 2024 của chúng tôi. Nó rất là đẹp và nó rất là lịch sự, trang nhã và rất là gọn gàng khi chúng ta có thể kết hợp với tất cả các trang phục, hoặc là chúng ta có thể đeo đồng hồ, chúng ta có thể làm phiên bản vàng hồng, vàng trắng, vàng vàng đều được. Với những viên đá như này thì thực sự đây là những viên đá rất là hiếm, rất là chất lượng của những viên đá này, mà tự nhiên hoàn toàn 100% xuất xứ Yên Bái, Việt Nam. Chúng ta có thể nhìn được các góc cạnh, cái độ trong của viên đá này. Và nhìn nó như một cái thấu kính rất đẹp. Thực sự là những viên đá này thì phải rất là có duyên thì chúng ta mới sưu tầm và sở hữu được và mới săn được viên đá như này. Với trị giá của nó lên đến hơn 200 triệu chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn của chúng ta được làm bằng vàng 18K và chúng ta có khắc ở bên trong Ari 18K và trọng lượng viên đá là 7,35 CT, trọng lượng vàng là 2,68 chỉ, một cái số trọng lượng rất là đẹp. Và đây chúng ta nhìn lại một lần nữa, cái độ trong của viên đá này nó rất là mê hoặc, rất là cuốn hút và rất là hút cái người xem. Chúng ta đeo chiếc nhẫn này nó cứ long loáng đỏ trên tay thì cực kỳ là hấp dẫn, rất là đẹp. Thực sự đây cũng là một cái viên đá có 102 thời điểm hiện tại, và cái màu sắc cũng như là cái độ trong nó rất hiếm. Mời anh chị chúng ta cùng ngắm qua cái phần thân nhẫn này. Chúng ta nhìn tổng thể hơn này. Nó rất là đẹp, một cái thiết kế thực sự là rất là đẳng cấp. Giờ tôi sẽ đeo lên ngón tay để anh chị xem. Với cái thiết kế này tôi đã đeo lên trên tay để anh chị nhìn cho nó chân thực này. Thì nó như một viên ngọc quý. Và cái mẫu nhẫn này thì tôi cảm thấy nó rất là phù hợp với anh em là đeo Rolex hoặc là đeo cái đồng hồ mà có gắn kim cương thì rất đẹp, hoặc là đồng hồ màu vàng. Đấy, thì nó rất là lịch sự, rất là kiểu combo với nhau, rất hợp, rất là đẹp. Và anh chị thích cái mẫu nhẫn này thì có thể vào website của chúng tôi là irb.vn để tìm viên đá, chọn viên đá. Chúng tôi đã đăng tải đấy tất cả thông tin đầy đủ hết ở trên irb.vn, hoặc là anh chị cùng theo dõi video ở trên YouTube thì chúng tôi cũng update hàng ngày. Chúng tôi có hai kênh để anh chị cứ search là irb trên mọi nền tảng thì đều thấy chúng tôi. Xin được cảm ơn anh chị rất là nhiều.